hỏi phần hấp nhạc vô. Ủa cái đó bạn giỏi từ đấy giữ là có gì. Này làm sao làm sao nữa cho em nó vậy nè. Ta được gọi không có chơi mẹ nó cũng làm. Nhảy hết sức nhảy rồi. Em nó nhảy la chừng em con ơi, để nó nhảy lỡ nó trời kêu nó té một cái té màu xuống dưới cái cuộc sống em lớn lên không có nên thân nữa nha. Dùng cụ đai vậy đó. Kẹp cái cứng nhọn nhọn đó không? Kẹp bằng cái ly đựng viết cũng vậy cũng không? Cứng nhọn nhọn. Em thấy nha. Rappi là cái gì? Tản hết gì? Anh đi mấy ngày. Nè. Nè con tao luôn. Ông nấu kìa. Ông lên. Nhân ngày nhà báo Việt Nam 21 tháng 6. Hôm nay các thí sinh rất đặc biệt, đó là các phóng viên của các thí sinh của chúng ta trong cuộc thi hôm nay. Đưa đây ạ. Mời thí sinh đưa đi. Chào tất cả các anh chị, các em, các cháu. Thôi. Đã trở thành một cái thông tin rất nóng bỏng. Nói vậy. Cả. Nói. Là thành viên trong nhóm. Đi gứt. Hậu cổ. Đừng cái nhạc cho ông. Tên đỡ lên. 25-13. Đã 23 được năm quá hả? Nhất của tôi cả tiếng. Mà có đứa em tụng nghiệp đúng không anh? Dạ vui. Bằng ngày tháo em ra đi cho nó thoải mái, nó đi kịp. Lần suốt Hấp Nhạc Vui là một trong những chương trình game show mà có ban nhạc sống. Chính là ý của Hấp Nhạc Mai. Dạ bài Ngọc, chị này Ngọc. Ngọc quay đi mấy Ngọc. Sứ mạng của nhà báo. Xin chúc quý vị lúc nào cũng khỏe. Đưa em mang mặt đây chà. Dạ.